Hello cả nhà xe đạp 17 xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một cặp xe thể thao 700C Touring tay ngang, xe để đi trong phố, đi làm, đi thể dục gần gần đây nè. Mình sẽ có hai xe, một là một con Jack và hai là một con Zan. Con Jack là con số 1 và con màu đỏ này nha quý vị. Con này thì là Jack 7.3 FX. Nói chung là hai con xe này đều là hai con xe nguyên zin cả. Chỉ có là chạy xước thôi, còn lại là đầu nguyên zin theo xe hết. Để vô chi tiết từ xe cho anh em xem. Bữa nay thì cái công trình nó đang thi công cho nên là hơi ồn xíu, thì có gì xin quý khách thông cảm ha. Rồi, con chất này là màu đỏ nha quý vị. Đây, con chất này là màu đỏ 7.3 nè, chất 7.3 FX ha. Nếu mà lên được 7.4 thì con chất này rất là giá trị ha anh em. Đây, đồ là bông cho gơ hết trơn luôn nha. Đây, bông cho gơ nè, bông cho gơ nè. Đó, bông cho gơ yên là yên theo xe zin luôn. Đồ là đồ 38 nha. Đây, 8 speed nè, tay bọng đồ này kia là của nó hết. Đây, đồ 38. Sườn là sườn nhôm nha anh em, sườn nhôm. Con này là full nhôm luôn nè, con chắc này là full nhôm nha. Đây, logo chắc, tay bấm xả nè. Đó, nguyên zin, đồ theo xe hết. Màu đỏ cũng rất là đẹp ha. Con này là kích thước sườn là dưới 1m65 đi đẹp nha. Dưới 1m65, từ 1m45 tới 1m65 là đi được hết. Còn chắc 700C. Cặp bánh là cốt pháo. Xe thể thao thì là cặp bánh cốt pháo, căm là căm inox sơn đen. Niền là niền xé gió của bông Jagger luôn. Nói chung là đồ bông Jagger hết. Đây, con chắc này là full nhôm nha anh em, 7.3 nè, màu đỏ. Thì hổng rày đó, thì khách nào mà cần mà chưa mua được thì xem những con xe này ha. Xe thì sẽ được ship toàn quốc, ở đâu ship cũng được hết. Đồ DR nè, cọc từ 30% giá trị xe trở lên thì sẽ bắt đầu ship xe. Màu là màu đỏ, hoặc tối thiểu là cọc 1,5 triệu ha, bắt đầu ship xe. Đây, đồ đạt là theo xe hết. Nói chung là xe nguyên zin thì bây giờ mình chơi xe bãi là mình phải chấp nhận cái việc mà nó chạy xước linh tinh ha. Còn lại là mình bao zin hết nha. Giò dĩa là giò Shimano nè, giò nhôm luôn nha. Đây, chất alpha aluminum nè, tem nội địa Nhật. Hai con này nói chung là mình bán xe nội địa Nhật không à, cho nên là mình có thể mình bỏ qua mình nói những câu thuộc nội địa Nhật ha. Đây, đó, đây tổng thể lại cho anh em xem nè. Đó, nguyên zin. Cặp bánh thì nó có ăn hai cái đường chạy sọc màu đỏ theo chiếc xe luôn, cho nên nhìn cũng khá là thể thao ha. Rồi, ok, một con khác mình sẽ báo giá sau video nha. Dòng thứ hai là dòng Zan Escape R3. Dòng này thì nói chung thì nó cũng không còn xa lạ gì với anh em chơi xe bãi rồi, tại vì con này cũng là một trong những con mà bán chạy nhất của thị trường Nhật nè. Tại vì cái giá tiền của nó thì nó cũng phải chăng, cấu hình thì nó cũng tầm khá, đi ổn. Đây là con Zan Escape R3, cũng là nguyên zin luôn, xe màu xanh ha. Cái nước sơn này nó sơn cái kiểu mà nửa trên là đậm, nửa dưới là nhạt nha. Đó, cái cây sườn này nó sẽ sơn như vậy, nó sơn theo cái kiểu mà đi đậm nhạt á. Con này thì size 46 năm, thì size này thì tầm 1m73 đổ lại là đi đẹp nha. 1m73 là đi đẹp, tại vì cái cây dài của nó cũng dài á, cho nên là 1m73 đi vẫn ok. Cũng là đồ 38. Đây, ba dĩa 8 lít, đồ ít ram, tay là tay vặn nha anh em, tay vặn. Càng là càng của Tecro, càng nhôm ha. Đây, logo Zan. Cốt thì vẫn là cốt bẻ nha, cốt bẻ. Con này thì chủ đi cái cặp bánh. Cái bánh của nó thì mình theo như mình thấy thì nó hơi lớn hơn so với bình thường xíu. Nhưng mà mình thì cá nhân mình vẫn thích đi bánh lớn ha. Bánh lớn thì nó ổn định hơn. Đi mọi cái địa hình rồi ok hết. Zan Escape nè. Niền là niền xé gió nè. Đây, dĩa bọng rồi này kia nè. Đó, xe cũng còn khá ha, tầm khoảng 85%. Ít chạy xước. Nước sơn zin. Đó.
yên là yên nó cũng có hơi nhúng nhúng nhẹ nha. Nói chung là yên xanh này thì nó sẽ như vậy. Đó, Zan Ekip R3 nè, aluminum rim, tức nghĩa là xe nhôm đó. Đây, cái chữ Ekip của nó là nó CNC ha, CNC dán vô cũng rất là đẹp nè. Dán cổ FSA, nói chung là đồ cũng khá hết rồi. Đó, những con Zan này ở thời điểm hiện tại là bán ở ngoài Nhật tầm khoảng 14-15 triệu. Xe bãi thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi, một con Zan Ekip R3 nữa nè. À, con này sẽ bán giá là 6.8 triệu cộng phí vận chuyển xe 700c nha anh em. Đó, xe 700c, xe thể thao, xe nhôm, 6.8 triệu cộng phí vận chuyển. Còn con check này là 8.2 triệu nha anh em, 8.2 triệu check 7.3 đồ DR full nhôm nha. Đó, xe nào thì nó cũng có tầm tiền đó. Thì xe chắc thì hồi trước giờ cái chắc 7.3 này nó cũng rất là nổi tiếng nè, nói chung là chất lượng nè, đi ngon nè, với lại cái giá tiền của nó cũng tầm khá rồi. Ok, một con chắc đỏ là 8.2 triệu cộng phí vận chuyển, còn con này là 6.8 triệu cộng phí vận chuyển ha anh em. Đó, rồi anh em nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 0898831234. Xe đạp Nhật Bãi xin chào, hẹn anh em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.